Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha, đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Các anh chị thấy mình đang in cái phiếu của cho khách hàng. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy nè, các anh chị sẽ thấy là ở trên cái phiếu các anh chị thấy không, cái đầu giấy nè nó bị xéo ha, đầu giấy bị xéo, còn cái phần in của mình ở đây á thì nó sẽ bằng. Thì có nhiều anh chị hỏi là khi in ra, đối với mà đặc biệt là những cái anh chị mà đang sử dụng mà in card cho khách hàng đối với số lượng ít tại cái tiệm của mình, thì nó sẽ có các hiện tượng như là bỏ giấy, khi mà giấy nó khi in ra mặt thứ hai nó lại không có đều, nó bị lệch. Cái thứ nhất là khi các anh chị làm một cái file in thì các anh chị nên coi thử là cái file in nó đã nằm ở chính giữa trang hay chưa. Các anh chị phải trong quá trình in thì các anh chị phải bỏ vào trong chính giữa trang in, thì khi đó là cái file in của mình nó mới hoàn thiện ha. Cái thứ hai, sau khi các anh chị làm file in xong thì các anh chị in thử test một bản, các anh chị coi thế nào. Thì để test một bản thì các anh chị sẽ coi so sánh là giữa nó sẽ có một chút độ lệch do cái đối với những cái dòng máy, kể cả những cái dòng mà máy in phun, thì nó khi mà tất cả các hiện tượng ví dụ như là nó bị mòn cái trái khế hoặc là nó mòn cái trái khế phun giấy thì nó cũng sẽ gây ra cái hiện tượng là nó bị xéo. Do đó các anh chị khi mà các anh chị làm ở một cái vấn đề nào đó ha, một cái file nào đó, thì các anh chị tốt nhất các anh chị khi in ra một bản trước để các anh chị là xem nó có bị lệch hay không và nó lệch về phía nào. Rồi sau đó nếu mà các anh chị cảm thấy cái bản in của mình nó đã hoàn nó tốt rồi thì các anh chị sẽ in cái mặt thứ hai thì coi thử nó lệch thế nào. Có thể là trong quá trình in nó vẫn có một chút độ lệch chứ nó không có bắt giấy chính xác bằng đối với trong những cái in offset rồi được. Nên đối với khi in trong quá trình mình làm file thiết kế, các anh chị chú ý một chút là mình phải nếu ví dụ những cái file nó sẽ có một cái độ giãn lệch nó có một cái độ giãn lệch, do đó mình sẽ thiết kế cái độ ở cái mặt sau nó sẽ lệch một xíu, giống như là nó rộng hơn một xíu so với mặt thứ nhất nếu đối với cái dạng tờ rơi, đối với tờ rơi in tại tiệm. Còn đối với composite thì các anh chị đã trừ lề rồi, tại vì cái card chuẩn của mình là kích thước là 90-55, thì khi đó nếu mà các anh chị cắt bằng cái máy cắt bế sẵn ha, máy cắt mà ra luôn cái composite thì kích thước của nó là 90-55, thì nó đã trừ ra khoảng 2 ly để nó cắt. Do đó là trên cái file thiết kế của mình á, đợt trước mình có chia sẻ với tất cả các anh chị là mình phải trừ ra khoảng 2 ly để mình cắt, cái sau này mình bỏ những cái phần đó. Tuy nhiên khi thiết kế thì các anh chị vẫn thiết kế dàn ra, để rồi sau đó chúng ta sẽ canh từ một cái mức là 90-55 trong bản thiết kế ha, tức là 93-57 thì chúng ta bỏ, nhưng mà nền nó vẫn có, nền chúng ta vẫn thiết kế hết là 93-57. Tuy nhiên là khi mà chúng ta thiết kế nội dung á, thì chúng ta sẽ thiết kế gói gọn trong 90-55. Tuy nhiên trong 90 kích thước 90-55 thì các anh chị phải còn xịt vào nữa, phải cho những cái nội dung nó xịt vào nữa, thì để sau này mình ví dụ mình cắt á, thì mình có thể mình điều chỉnh qua lại, khi nó bị lệch một chút á, thì mình có thể mình căng nó qua lại, tại vì mình còn trừ nó được tới 2 ly. Do đó chỉ có trong với những cái vấn đề mà méo giấy á, thì mình nghĩ tất cả các bạn và các anh chị sẽ gặp khó khăn trong vấn đề mà lúc mà các anh chị nhận cái file composite, các anh chị làm cho khách hàng. Cái thứ nhất là các anh chị không có thiết kế đúng theo cái mẫu để mà cắt card, theo cái card gọi là card cắt card tự động, máy cắt card tự động. Hai là do máy của tất cả các anh chị nó bị mòn cái lulo, hoặc là nó bị trục trặc một cái phần nào đó trong máy, thì nó sẽ khi mà nó cuốn giấy lên thì nó có cái hiện tượng nó bị xéo giấy. Mà khi nó bị cuốn cái xéo giấy lên thì thứ nhất đối với giấy mỏng thì nó sẽ có hiện tượng nhăn giấy, và cái thứ hai nếu mà ở giấy dày thì nó sẽ có cái hiện tượng là nó bị in bị xéo so với cái mặt giấy. Còn một nguyên nhân nữa đó là do giấy bị cắt xéo, như các anh chị nãy mình thấy cái bản định cái bản in của mình nè, các anh chị thấy đúng không, tức là ở đây là đây là cái gì mình in trên cái giấy for 230, tức là giấy for 230 đối với mà sử dụng cái máy in 830 DN thì in trên cái chất liệu giấy này nó rất là đẹp. Thứ nhất là nó sẽ cho ra cái bản in với tốc độ bóng, tức là cái giấy này thì nó
nó cũng giống như là dạng giấy thái thôi, nhưng mà nó sẽ ở mức độ nó dày hơn. Tuy nhiên khi mà cái giấy dày, cái nền của nó sẽ bóng hơn và sẽ cho chất lượng in hơn. Cái này mình sẽ nói sau ở video này. Còn mình nói là khi mà đối với cái giấy dạng giấy pho này, thì khi cắt giấy thì đây là đa số là họ cắt giấy bằng thủ công chứ không phải là cắt giấy theo dạng khổ lập trình của máy. Do đó là khi mà cắt có thể là nó bị xéo hoặc là nó bị hụt. Ví dụ như hai cái kích thước giấy của nó là 297 thì người ta cắt nó bị hụt đi 1 ly hoặc 2 ly. Các anh chị sẽ thấy có các hiện tượng đó nếu là tất cả các anh chị sẽ mua những cái loại giấy cắt, cái giấy cắt kể cả giấy photo và giấy in. Thì đối với giấy in thì các anh chị và các bạn mà nếu mà sử dụng mấy giấy in ảnh mà để in cho khách hàng về card visit thì thông thường các anh chị sẽ sử dụng giấy in ảnh của Glossy định lượng 300 thì các anh chị in. Thì đối với những cái dòng giấy in ảnh định lượng 300 mà nó có cái tên thương hiệu thì cái độ chuẩn của nó rất là cao, hầu như nó không có bị lệch, bị xéo. Các bạn bỏ vào in thì hầu như là nó chỉ số lệch của nó ở mặt hai rất là ít. Là nếu cái máy của bạn lưu lô tốt, máy của bạn máy nói chung là cái độ cuốn giấy của máy bạn tốt thì nó sẽ tránh cái tình trạng lệch ở mặt hai cho chúng ta, là nó sẽ đảm bảo được nó không bị lệch. Còn đối với mà tất cả các anh chị mà sử dụng mực Bitmain, Bitmain hoặc Bitmain Over trở lên mà các anh chị sử dụng được, in được trên cái giấy Cốt-C định lượng 300 mà để in ảnh cho khách hàng, thì thông thường cũng có thể là trong khi mà quá trình cắt thì các anh chị sẽ thấy nó bị lệch, tại do cái đầu giấy cắt của cái giấy Cốt-C nó bị lệch. Do đó là khi mà các anh chị đưa ra một cái bản in, thông thường khi mà đầu in phun thì cái máy in phun khi nó in, nó quét qua một đường nó in thì nó là một cái đường thẳng chứ nó không phải nào mà nó in lệch được. Lệch là chỉ có cái đầu giấy lệch thôi ha. Đó, ví dụ như máy in này, anh chị thấy máy in này cái chèn chữ thì nó thẳng nhưng mà cái đầu giấy nó bị lệch, do đó lệch là chỉ có đầu giấy lệch thôi. Cho đó khi đó là các anh chị, thứ nhất nếu mà các anh chị muốn khắc phục được tình trạng đó thì các anh chị phải khắc phục đầu tiên, trước khi khắc phục giấy đầu tiên trước khi các anh chị in, tức là các anh chị dùng cái máy cắt. Nếu các anh chị có dùng máy cắt thì các anh chị cắt làm sao cho nó thẳng thớm lại cái đầu giấy, cắt thẳng thớm lại đầu giấy để khi mà các anh chị bỏ vào, các anh chị cắt thì nó sẽ không có bị lệch qua lệch lại. Hoặc là đối với cái đầu giấy xéo thì khi cái đầu giấy xéo nó đưa vào trước thì các anh chị canh cắt rất là khó và nó sẽ bị méo cái bản cắt ra, méo cái bản cắt ra. Đó là những trong những cái trường hợp mà trong quá trình làm mình cũng đã từng gặp rồi. Do đó là hầu như đa số mình thấy là cái lỗi về giấy nó bị xéo trong quá trình in thì nó hơi bị nhiều là do cái giấy cắt đó. Nên khi các anh chị, đối với các anh chị mà in số lượng in kẹt thì các anh chị nên chú ý, thì các anh chị lấy giấy về. Đối với giấy in ảnh có xe xin lỗi, giấy in ảnh thì các anh chị cũng khá là an tâm về mức độ mà nó cái độ chuẩn của giấy. Còn đối với tất cả các loại dòng giấy cắt xê ha, cắt xê thì đa số là dòng cắt tay không, thì các anh chị nên coi lại, in ra một bản trước và coi lại giấy nó có bị xéo hay không. Thì giấy nó sẽ có lúc này lúc kia, lúc đó thì cái bản in nó sẽ cái bản giấy nó sẽ đúng khổ chuẩn luôn kích thước. Ví dụ A4 là A4 nó đúng theo cái kích thước. Thì còn những cái ví dụ như những cái loại giấy mà trong quá trình cắt nó có thể bị hụt, do đó tất cả các anh chị cần phải xem trước một bản in trước khi in. Nói chung tất cả khi mà đã làm in ấn thì các anh chị ngoài ngoài vấn đề thì thiết kế xong thì các anh chị phải in test một bản trước. Thứ nhất là để chúng ta kiểm tra lỗi chính tả nè, kiểm tra file thiết kế này, coi chữ chữ cỡ chữ rồi nó có phù hợp với cái card hay chưa. Cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa, cái kế tiếp nữa là để cho chúng ta kiểm tra coi thử là giấy nó có bị lợi hay không, để chúng ta có cái hướng chúng ta khắc phục sớm để chúng ta làm. Đa số mà giấy mà cắt tay thì nó đều bị gì hết. Đó là những cái nguyên nhân mà tại sao mà khi mà các anh chị và các bạn bỏ vào in card visit thì thấy nó bị méo hoặc là nó bị lợt đối với mặt thứ hai, và trong khi cắt ra là nó sẽ không có độ chính xác cao. Còn đối với về nói về cái những cái loại giấy mà in tốt trên cái máy 830DN thì ở những video trước thì mình cũng đã có làm rồi. Tuy nhiên ở đây mình sẽ nói thêm một chút, tức là nếu mà các anh chị mà sử dụng đối với những cái loại ví dụ như thiệp mời, thiệp mời thì in trên những cái loại trên giấy Cốt-C thì nó cũng rất là đẹp, và trên giấy pho 230 này mình thấy cảm thấy in cũng rất là đẹp, tại vì
cái máy 810DN đây là cái máy in laser, in phủ lớp, tức là nó sẽ phủ một lớp mực tới rồi sau đó nó nung chảy cái lớp mực đó cho nó dính trên cái tờ giấy, sẽ tạo ra cái độ bóng. Còn đối với máy in phông bình, khi mà mình in trên những cái dòng giấy giấy pho này thì nó sẽ thấm vào và nó làm cho cái bản in chúng ta nó sậm, nó thấm ướt vào, nó làm cho chúng ta bị sậm ha. Do đó là đối với cái dòng máy 830DN này nè, mà nếu các anh chị sử dụng mà in composite, mà đối với cái dạng loại giấy pho này nè, đối với nếu mà các anh chị kiếm được cái giấy pho có chừng 250 thôi, tại vì cái giấy pho 250 á, là nó rất là cứng và nó sẽ có cái độ láng rất là cao, do đó khi mà các anh chị in composite mà các anh chị phủ lớp là nữa thì nó sẽ cho ra cái bản in nó rất là đẹp. Còn đối với những cái loại giấy mà giấy in ảnh à, thì các anh chị nếu mà in ảnh một mặt mà các anh chị in trên giấy 830DN thì nó đôi khi nó sẽ có cái hiện tượng là bong bản in à, đôi khi có hiện tượng là bong cái bản in, tức là bong cái lớp mực ra, tại vì nó là lớp phủ, tại vì trên cái giấy trên giấy in ảnh, mình gọi là giấy in ảnh thôi, các bạn gọi là giấy, loại là giấy bóng với glossy, thì nó sẽ có phủ một lớp thuốc, một lớp thuốc, mục đích của nó là chỉ chuyên sử dụng cho máy in phun, để khi mà cái mực in phun nó in, nó phủ qua cái lớp thuốc đó là nó sẽ tạo lên một cái độ bóng cho các bản in đó, thì do đó thì nó sẽ in tốt cho cái máy in phun. Còn đối với 830DN thì đối với những cái dòng mà mình đã in qua rồi, thì đối với những cái dòng à, những cái kích thước, cái độ dày của giấy mà có chừng 230 đổ thì sao, mà đối với 230 hai mặt thì in không sao, nhưng mà đối với 230 mà một mặt thì in thường thường nó có các hiện tượng như là nó bị bong bản in. Còn nếu mà các bạn mà in ở mức độ mà tranh ảnh cho tất cả các cô giáo mà in thẳng thì nó ok, nó không có vấn đề gì. Còn nếu mà các anh chị và các bạn mà in mà để cắt uốn lượn thôi thì đôi khi nó hay bị bong, hay bị bong các bạn in. Thì khi mà in thì các anh chị nên cũng hiểu về một số loại giấy để cho khi mà chúng ta, khi mà khách hàng in thì chúng ta sẽ có lựa chọn cái loại giấy sao cho thích hợp với cái bản in của mình hơn. Thì theo thì mình ở đây thì đa số hiện tại bây giờ nếu mà in tranh ảnh cho khách hàng hoặc là cái gì hết thì mình đã sử dụng cái giấy pho 230 đến 250 hoặc là cao hơn nữa thì chúng ta sẽ sử dụng in composite cũng rất là tốt. Rồi đó là một số cái chia sẻ về cái bản in bị lệch trong cái quá trình in composite. Thì nó có những cái nguyên nhân mà mình trong quá trình mình làm mình cảm thấy, mình cảm nhận được, mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn. Nếu các bạn và các anh chị cảm thấy video này nó giúp ích được cho tất cả các anh chị có thêm một chút kiến thức thì các anh chị đừng quên bấm like video này để ủng hộ tinh thần cho video nha. Nếu các bạn và các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh ngày càng phát triển hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video sau. Chúc các anh chị và các bạn làm ăn ngày càng phát đạt và kiếm thật nhiều mối hàng. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.